Thưa, thưa quý vị các nhân vật nổi tiếng toàn cầu và đại diện các tổ chức truyền thông quốc tế đã kêu gọi trách nhiệm và sự hợp tác lớn hơn để tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo ai nhằm giảm thiểu rủi ro và tận dụng tối đa tiềm năng của nó vì lợi ích của nhân loại chủ đề này thì đã được nhấn mạnh tại diễn đàn tập đoàn truyền thông trung quốc cmG lần thứ ba tổ chức tại bắc kinh với chủ đề lực lượng vì lợi ích trách nhiệm chung trong ai <laughs> sự kiện quy tụ hơn 200 đại diện từ các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia, các cơ quan truyền thông của Trung Quốc và nước ngoài, cũng như các tổ chức tư vấn, người tại, những người đã tham gia cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Là động lực quan trọng để dẫn đầu một vòng cách mạng khoa học công nghệ và thay đổi công nghệ mới, AI đã và đang thay đổi sâu sắc cách sản xuất, sinh hoạt và học tập của con người. Các diễn giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự phát triển lành mạnh, trật tự và an toàn của AI trên toàn cầu. Diễn đàn được cũng chứng kiến sự ra mắt của sáng kiến hành động truyền thông quản trị AI với sự tham gia của các nhóm truyền thông hàng đầu từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin và các quốc gia Ả Rập. Sáng kiến nhấn mạnh việc sử dụng AI để nâng cao năng lực công nghệ, giám sát ngành uy tín truyền thông, phát triển an toàn, hợp tác sâu sắc và chia sẻ trách nhiệm.